em hay là em yên tâm. Chị gặp con rồi. Chị cảm ơn em. Lo chị còn không còn mấy chục năm. Thôi bữa nay mẹ con cười được kìa. Thấy bà cười không? Đó bà cười đó. Ra hồ có chồng ốm quá ha. Trời ơi con vô hai mươi mấy chai nước biển con mới phì nhiêu. Cái lúc mà sao mình mang bầu lớn á. Yếu lắm. Có một tay bà kia đó lo hết. Cháu mãi hả? Dạ. Con trai. Trời ơi lớn vậy đó. Có hai đứa cháu con. Có hai đứa cháu nội nữa mà. Trời ơi con cứu ngoại rồi chứ bộ. Tự nhiên chị hai người cơ là cháu, có cháu cố rồi đó hả? Dạ. Con làm thành bà cố rồi đó. Nè. Nghe nó kể mà chị giúp đầu Thương nè. Sao gặp ở đâu? Trong cái giờ hát nào con quên nè. Ờ. Giờ bắt đầu lúc đó mẹ là mày vuốt cái đầu con nói trời đừng mà chỉ vuốt đầu hên lắm á nha. Mà đâu biết hả? Đâu lúc đó chưa ai biết. Chứ chưa kể. Giờ lúc trước lúc đó biết là con nhận rồi đâu để tới giờ. Dạ dạ. Dạ kể là mẹ bả là cái bánh cái bả chưng hửng luôn á. Dạ dạ. Nhìn giật mình liền vậy. Bả nói qua chuyện nói cái giật mình liền. Bả đánh chúng đẳng quá khác liền à. Ông phải thấy nó hãnh diện. Người ta có một bà mẹ thương. Còn nó có được ba bà mẹ thương. Chị anh cũng hơi buồn vì chuyện mà má nó không có đi tìm đó. Thì chị có nói chị nói bà mẹ mà rước con như vậy mà không tìm được một cái hy sinh của má con. Má con nghĩ rằng muốn cho con ở với mẹ cho mẹ cuộc sống của con nó tương đối nó ổn định hơn. Đó cũng là một cái hy sinh của một bà mẹ. Quanh nó có cái hạnh phúc, quanh nó có ba cái bà mẹ mà hy sinh cho nó.